làm mạnh mẽ như chúng ta là chính là chúng ta ngăn cái nguồn lây nhiễm bệnh ra xã hội, mà chúng ta không để trở thành những cái dịch bệnh mà nó phát tán từ nơi đông người, từ để đi ra ngoài xã hội. Thế và nó sẽ, nhưng mà nó sẽ có thể cháy thành những cái điểm cháy nhỏ, tức là có thể phát những cái điểm ổ dịch nhỏ như ở trên địa bàn thành phố chúng ta, như anh Cảm anh vừa nêu, đồng chí giám đốc CDC đã nêu, như là ở Bạch Mai, như là ở Thanh Xuân, thế rồi như là ở 125 Trúc Bạch, rồi như là ở 20 Núi Trúc, thế rồi như ở một số khác, tức là hay là 36 Hoàng Cầu. Đấy, tức là nó sẽ trở thành những cái điểm dịch. Nếu như chúng ta làm cách ly tốt và người dân chấp hành tốt thì nó chỉ trở thành những cái điểm dịch nhỏ và chúng ta phát hiện và chúng ta sẽ ngăn chặn được ngay. Chứ còn nếu chúng ta để trở thành một cái ổ dịch lớn mà có đông người, sau đó phát tán đi khắp các nơi, thì báo cáo các đồng chí là thì sẽ như Vũ Hán.